Hello anh chị em, và đây lại là PUBG Mobile Việt Nam đây. Rất hân hạnh được chào mừng anh chị em nhà mình đến với series Cẩm nang vũ khí, nơi phân tích, đánh giá và so sánh những khẩu súng mạnh mẽ tại PUBG Mobile. Và đến tập thứ 10 của series, từng thẩm qua thử hầu hết những cây súng hot từ AR, DMR đến SR, nhưng giờ mới chợt nhận ra là chưa từng có dịp phân tích cây súng nào thuộc dòng SMG. Vậy thì hôm nay sẽ mang đến cho anh em một khẩu súng thuộc dòng SMG nha. Và người được chọn sẽ là UMP45, khẩu súng từng được cho là bá đạo nhất PUBG Mobile. Vì sao ư? Lật lại lịch sử một chút, những tay súng lâu năm chắc chắn còn nhớ UMP được ra mắt lần đầu tiên tại PUBG Mobile với tên gọi UMP9 và sử dụng cỡ đạn cam 9mm, là một khẩu súng thuộc dòng SMG hay còn gọi là Tiểu Liên, và là anh em của những khẩu súng như UG, Vector, Thompson, v.v. Được đánh giá là dòng súng dễ bắn và uy lực cao. Ở phiên bản hiện tại, UMP sử dụng cỡ đạn .45 ACP, được hỗ trợ trang bị 5 khe phụ kiện, bao gồm ống nhắm 9 phụ, đầu nòng, tay cầm và băng đạn. Trước hết là về sát thương, UMP 45 có lực sát thương khi vào đầu, người và chân lần lượt là 73, 42 và 26. Tuy nhiên, đây chỉ là sát thương cơ bản với kẻ địch không có mũ giáp. Còn điểm đáng sợ nhất của UMP là sử dụng loại đạn phá giáp .45 ACP. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu, nếu M416 mất 9 viên đạn để phá hủy một chiếc giáp cấp 3 với thông số sát thương là 18, thì UMP chỉ cần 8 viên để làm được việc đó với lực sát thương là 19. Về tốc độ xạ đạn, thì UMP có con số đáng ngưỡng mộ là khoảng 2,4 giây cho băng đạn 25 viên, và với băng đạn đó, UMP có thời gian thay đạn là khoảng 3 giây, cuối cùng là về độ giật. UMP được đánh giá là một trong những khẩu súng dễ sử dụng nhất của PUBG Mobile, với độ giật cực kỳ dễ kiểm soát. Khẩu súng này chủ yếu là độ giật dọc và lắc ngang nhẹ, tuy nhiên do được trang bị nhiều phụ kiện nên độ giật sẽ được cải thiện hơn nhiều trong giao tranh thực chiến nha. Với những người chơi mới, nếu trang bị đủ phụ kiện, thậm chí có thể sử dụng cả UMP mà không cần ghiềm tâm. Vậy thì, tổng kết lại, UMP 45 thực sự là khẩu súng rất tốt trong PUBG Mobile, cân bằng được nhiều yếu tố và phát huy năng lực mạnh mẽ nhất trong những pha giao tranh tầm gần. Đây có thể được coi là khẩu súng của mọi nhà, khi không chỉ có người mới mà những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ít lần sử dụng em nó trong những giải đấu lớn. Còn bạn thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về khẩu súng này? Đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Clip đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.